Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV. Toàn thể ban biên tập KTV xin thay mặt nhà báo Việt Thành kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, tối thứ ba, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2024, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Vấn đề đầu tiên đó là các thông tin về tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam vì sao hoa kỳ đánh giá việt nam dưới thời của ông tô lâm là quốc gia cởi mở hơn theo đó những đánh giá về ông tô lâm sau chuyến đi mỹ gần đây trong mắt của giới quan sát quốc tế bên cạnh các ý kiến cho rằng tô lâm là một chính khách thực dụng thích chủ nghĩa tư bản và là người thích hưởng thụ nhiều ý kiến đã đánh giá cao thậm chí khen ngợi tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm là một con người cởi mở hơn ủng hộ sự hòa giải và tự do học thuật tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm thể hiện từ khi lên nắm quyền lãnh đạo đặc biệt là qua các hoạt động và phát ngôn trong chuyến công tác tại Mỹ, đã phản ảnh về phong cách lãnh đạo của ông thế nào. Nội dung thứ hai là câu chuyện Ai đang dùng cháu nội Nguyễn Xuân Phúc để tạo áp lực với Tổng bí thư Tô Lâm. Như quý vị đã biết, trên mạng xã hội mới đây đã chia sẻ nhiều hình ảnh của cháu nội ông Bảy Phúc là Nguyễn Như Khôi, chụp hình chung với nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền, kể cả Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thời còn là Bộ trưởng Bộ Công an. Điều vừa kể được cho rằng, nhằm tạo áp lực để buộc Tổng bí thư Tô Lâm phải trả lời câu hỏi tại sao lại tha cho vợ chồng ông Bảy Phúc. Nhất là cách đây chưa lâu, các thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu sắp bị khởi tố, bắt giam. Với lý do bị cáo buộc là trùm cuối trong vụ đại án Việt Á và nhận quà của bà trùm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát lên đến 100 triệu UME. Vẫn liên quan đến tình hình trên Biển Đông, sau chuyến đi Mỹ của Tô Lâm, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang xấu đi nhanh chóng đã thể hiện rõ trong thái độ của Bắc Kinh đối với hồ sơ Biển Đông. Trong khi Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng tại Đông Nam Á, xem đây là một phần trong chiến lược cạnh tranh với Mỹ, Bắc Kinh muốn xây dựng lòng tin, củng cố vị thế và mở rộng ảnh hưởng. Theo giới phân tích, ban lãnh đạo Hà Nội đang bị kéo căng giữa Bắc Kinh và Washington. Tại sao lại nói như vậy? Liên quan đến bản tin quốc tế, bản tin chiến sự Ukraine với nội dung trong hai tháng Nga đã giành lại một thắm mâm lãnh thổ ở vùng Kursk, trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, sau cuộc gặp với ông Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Ukraine chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chiến do Nga phát động, sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu chương trình bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam mới đây cho rằng, việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua được đặc biệt chú trọng. Mục tiêu cao nhất của điều này là ngăn ngừa, không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm khi làm luật. Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc hôm 10 tháng 1 nói với Đại Châu Tự Do. Cái điều này cũng không khả thi bởi vì đối với các nước dân chủ đa đảng ấy, thì cái việc làm luật là do quốc hội làm luật chứ không có giao cho các cái bộ làm luật. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì quốc hội chỉ xem xét và thông qua thôi. Còn việc xây dựng các văn bản luật là do các bộ chuyên ngành họ làm thì khi mà các bộ được giao như vậy thì họ luôn luôn đặt cài cắm cái lợi ích của họ ở trong các cái dự án luật và trong quá trình cài cắm đấy thì họ lại vận động các cái đại biểu quốc hội để ủng hộ cho những cái những cái lợi ích ở trong đó. Cho nên theo luật sư đài với cách làm luật hiện nay mà không cải tiến lại thì không bao giờ có thể chống được việc cài cắm chính sách trong việc làm luật do đó dễ dẫn đến nạn tham nhũng ông đài nói tiếp ở cái nạn tham nhũng của Việt Nam ấy được các cái nhà lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận nó là quốc nạn và giặc nội xâm rồi. Cho nên thì thường tham nhũng đi theo cả một cái ekip nó vừa theo hàng dọc tức là từ trung ương tới địa phương hay nó là chạy theo hàng ngang ví dụ các tỉnh thành phố liên kết với nhau hay là các cái bộ ngành thì hầu hết các cái vụ tham nhũng nó đều là ví dụ như là vụ chuyến bay giải cứu ấy nó có đến 5 bộ tham gia vào trong cái đường dây tham nhũng đấy hay là vụ Kỳ test Việt Á chỉ có đến 61 trên 63 tỉnh, thành phố. Nó nằm trong cả hệ thống đường dây như vậy. Nên là cái việc tham nhũng theo nhóm là nó không bao giờ có thể thay đổi được. Thứ hai, ông Đài cho rằng hệ thống chính trị vốn bản thân sinh ra tham nhũng rồi, nên cho dù giới lãnh đạo Việt Nam hồ hào thế nào, chỉ với mục đích là để đi lừa dối người dân. Chứ còn trong thực chất thì tham nhũng Việt Nam chỉ có thể kết thúc khi kết thúc chế độ sinh ra tham nhũng. Thực tế vấn đề này như thế nào, ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, khi trả lời đã cho tự do liên quan vấn đề này cho biết. Quốc hội Việt Nam đã nhiều lần sửa đổi tự nhiên do các nhóm lợi ích chi phối, cho nên từ luật pháp đến thực thi nó có nhiều trở ngại vướng mắt. Với lại cái là hướng dẫn thực thi mà ở Việt Nam thường là người ta chỉ dựa vào cái nghị định như thông tư thực hiện mà quốc hội lại không giám sát được. Cho nên chúng tôi nói là họ lợi dụng cái thơ ở của pháp luật để thực hiện cái lợi nhóm những cho cho đó. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường từ năm 2002 đến năm 2007, khi trả lời đã cho tự do cho biết lợi ích nhóm trong luật, thấy rõ nhất là trong luật đất đai. Cái chuyện cài cắm như thế nào thì tôi không dám phát biểu là bởi vì cũng không biết được là cụ thể nó như thế nào. Nhìn trong luật, nhất là luật đất đai thì thấy cái điều này nó rất rõ là bởi vì riêng một cái câu chuyện giá đất phải theo thị trường. Rồi những người mà được nhà nước giao đất thì cũng phải xác định cái giá đất phù hợp thị trường đó mà người đó phải trả để nhận được cái quyền tài sản về đất đai. Thế nhưng mà trên thực tế thì cái việc giao đất xác định giá đất thị trường nó thấp hơn thị trường rất nhiều. Mà thấp hơn thị trường rất nhiều lại do chính cái quá trình xác định giá đất do các cơ quan nhà nước tiến hành và do không quy định chặt chẽ, không quy định đúng, không quy định cái yếu tố thế nào là phù hợp thị trường. Thì nó dẫn tới cái chuyện là À, giá đất nó sọc sạch và nhiều người giàu lên về đất, đặc biệt là các cái công ty bất động sản phát triển rất là nhiều, rất là mạnh. vốn liếng đầu tiên không có gì nhưng hiện nay đều trở thành những cái đại gia lớn và tiền của họ thì chắc chắn là từ đất ra. Theo giáo sư Đàn Hùng Võ, riêng những ví dụ vừa nêu của ông cũng đủ để có thể kết luận rằng chắc chắn có cái gì đó về lợi ích nhóm tác động vào hệ thống pháp luật nếu không nói rằng có sự cài cắm của lợi ích nhóm ở đây thì chắc là cũng không có thể giải thích bằng con đường khác Thế chính vì vậy mà nói rằng là nếu nếu hoạch ra cụ thể quá trình vận động chính sách, vận động pháp luật để pháp luật nó cứ mù mờ đi thì chắc chắn là khó có thể kết luận là ai đã làm, làm như thế nào. Không chỉ việc cài cắm lợi ích nhóm, tại Việt Nam thường có chuyện quốc hội phải thông qua luật mà Bộ Chính trị đã quyết. Việc này thể hiện rõ tại phiên thảo luận về dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vào sáng ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội lúc đó nói công khai tại nghị trường rằng Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật. Một nhà báo ở Việt Nam không muốn nêu tên vì lý do an toàn hôm 1 tháng 10 nhận định với đã Châu Tự Do. Thứ nhất, soạn luật ở việt nam theo nghị quyết đảng chứ không phải từ thực tế đòi hỏi thứ hai đảng cộng sản việt nam thì hầu như không có gì thay đổi căn bản vẫn dựa trên chủ nghĩa mark lenin mà chủ nghĩa mark lenin thì không có chủ trương quản trị xã hội theo luật mà dựa trên chuyên chính vô sản thứ ba thực tế nửa thế kỷ qua đảng cộng sản việt nam không có gì thay đổi về tư tưởng mà tư tưởng là cái căn bản nhất quyết định nhất để soạn luật cũng như hiến pháp. Thứ tư, theo nhà báo này, luật của Việt Nam có thể nói là toàn bộ dựa trên luật cũ, tức là những bộ luật trước đây, và mỗi khi thay đổi chỉ sửa những cái bị vướng mắc chứ không phải sửa dựa trên một hệ tư tưởng mới. Vì vậy, nhà báo này cho rằng luật ở Việt Nam dù gọi là mới thì nó vẫn mang tính chấp vá. Ông nói tiếp. Thứ năm, vướng mắc trong luật mà khiến họ phải sửa thì là vì do luật được soạn trên trường phái duy ý chí tức là họ nghĩ ra cái này cái kia hay rồi soạn luật và đem ra thi hành vì dựa trên tường phải duy ý chí như vậy nên bị vướng do chính quá trình thực hiện luật của cơ quan công quyền chứ không phải là vướng từ người dân thành ra khi thi công việc bị ngưng trệ cho bộ máy công quyền nên họ buộc phải sửa chứ không phải họ sửa cho người dân cái sửa này cũng mang tính tạm bợ bởi vì mỗi lần sửa luật như vậy phải trình quốc hội mất thời gian Thế là họ mới ban hành những nghị định, những thông tư để chữa cháy tạm thời. Và như vậy có thể nói cái quan trọng nhất trong việc soạn luật để ngăn ngừa tham nhũng chính sách thì thay vì nhà báo này là cách tiếp cận sai hoàn toàn vấn đề. Bởi vì luật soạn ra không phải để ngăn ngừa tham nhũng chính sách mà luật được soạn ra phải có hệ tư tưởng và có giá trị cho thực tế chứ không phải luật làm chức năng của cảnh sát. Đây là cách tiếp cận sai hoàn toàn, nó không phải là tinh thần của một nhà chuyên môn soạn luật và thưa quý vị liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về vấn đề trung quốc đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng tại đông nam á xem đây là một phần trong chiến lược cạnh tranh với mỹ bắc kinh muốn xây dựng lòng tin củng cố vị thế và mở rộng ảnh hưởng thông qua tập trận chung hợp tác an ninh và buôn bán vũ khí tuy nhiên con đường của trung quốc không hề bằng phẳng căng thẳng biển đông lo ngại về ý đồ quân sự sự cạnh tranh từ mỹ và những hạn chế trong hợp tác với một số nước ASEAN đang phủ bóng đen, ngờ vực, lên triển vọng hợp tác. Theo giới phân tích, ban lãnh đạo Hà Nội đang bị kéo căng giữa Bắc Kinh và Washington. Tại sao lại nói như vậy? Sau chuyến đi Mỹ của Tô Lâm, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang xấu đi, nhanh chóng đã thể hiện rõ trong thái độ của Bắc Kinh đối với hồ sơ Biển Đông. Một quan chức địa phương viết trên mạng xã hội khẳng định người Trung Quốc đi trên ba cano đã tấn công tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi ở gần quần đảo Hoàng Sa khiến 10 ngư dân bị thương. Ông Phùng Bá Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, viết trên tài khoản mạng xã hội vào tối 30 tháng 9 cho hay Tàu cá mang số hiệu QNG 95739TS do thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên, sinh năm 1984, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu đã cập cảng Sa Kỳ vào lúc 21 giờ 15 ngày 30 tháng 9. Ông Vương, người được các tờ báo nhà nước phỏng vấn liên quan đến vụ việc, viết Trước đó, ngày 29 tháng 9, 2024, tàu cá QN95739TS đánh bắt hải sản hợp pháp ở quần đảo Hoàng Sa đã bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu mùng 1, 1 truy đuổi và tiếp cận tàu bằng ba cano với khoảng hơn 30 người có trang bị hung khí. Khi tiếp cận được tàu cá, những người này lên tàu đánh đập dã man ngư dân làm 4 người bị thương tích nặng và lấy toàn bộ trang thiết bị trên tàu và hải sản ngư dân đánh bắt được ông vương nói hành động tấn công các ngư dân là hết sức dã man và bày tỏ kịch liệt phản đối với hành động trên của trung quốc tuy nhiên phóng viên gọi điện thoại cho hai số điện thoại di động của ông vương để xác minh vụ việc nhưng không thể kết nối thông tấn xã việt nam sau khi loan tin vụ tàu cá của ngư dân quảng ngãi bị tấn công đến thương tích ở khu vực hoàng sa như vừa nêu sau đó rút tin đó xuống mà không giải thích lý do một số tờ báo nhà nước vào trưa 1 tháng 10 đã đưa các tin bài phỏng vấn những nhân chứng khi tàu cá về đến cảng Sa vào tối hôm trước, nhưng không đề cập gì đến quốc tịch của tàu tấn công. Mạng báo tiền phong dẫn lời ông Nguyễn Thanh Biên, 40 tuổi, thuyền trưởng tàu cá QN 95739 TS kể lại, lúc khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 9, ông phát hiện con tàu mang số hiệu 3 1 trên máy định vị trên tàu. Khoảng một tiếng sau, tàu 3 hôm 1 tiếp cận và rượt đuổi tàu cá. Khi đến gần, tàu này thả hai chiếc cano xuống và chạy hai bên kẹp tàu cá ở giữa để cho người lên tàu nhưng không được. Cũng theo ông Biên, một lúc sau có thêm một tàu sắt khác mang số hiệu một ngày một tiếp cận, thả thêm một cano nữa, bao vây kẹp tàu cá vào giữa. Lúc này khoảng 10 giờ, lực lượng trên hai tàu sắt mang đồ dàn di, khoảng 40 người leo lên tàu, mỗi người cầm một tuyếp sắt rồi đánh xối xả. Gặp đâu đánh đó. Lúc này tôi cố gắng chạy về phía trước mũi tàu, Tuy nhiên có hai người kẹp tôi lại đánh tới tấp vào người, khiến tôi bất tỉnh không biết gì nữa. Khoảng một giờ sau tôi mới tỉnh lại. Thuyền trưởng Biên nhớ lại. Em của ông Biên là ngư dân Nguyễn Thương 34 tuổi. Lúc này quỳ xuống xin tha, nên họ tức lính Trung Quốc không đánh nữa. Đến một giờ chiều thì lực lượng mặc đồ dàn di rời tàu, chỉ để lại 5 người kèm một thông dịch viên. Ông Thương kể lại. Lúc này thông dịch viên nói cho tàu chạy về Việt Nam. Khi anh em kiểm tra, thì ngư lưới cụ, máy móc trên tàu đã bị lấy đi hết, chỉ để lại một máy định vị để quay về bờ. Báo Kinh tế Đô Thị cho hay khoảng 6 tấn hải sản, các ngư dân đánh bắt được bị lấy đi và hầu hết dụng cụ trên tàu bị đập phá. Nhóm người hung hãn kia chỉ trừ lại một máy định vị để các ngư dân quay về bờ. Tờ báo này cho biết thêm, một con tàu khác mang số hiệu 9659 TS đang neo đậu tại tọa độ 16 độ 11 phút vĩ độ Bắc, một 22 độ 23 phút kinh độ đông Ngay khu vực quần đảo Hoàng Sa Vào 3 giờ chiều ngày 29 tháng 9 Thì bị một tàu nước ngoài áp sát Khống chế, hành hung thuyền trường Và uy hiếp các thuyền viên Sau đó lấy hết trang thiết bị và hải sản Gồm 7 bành dây hơi 7 đôi chân vịt 7 bộ độ lặn Khoảng 3,5 tấn cá các loại Tổng thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng Và thưa quý vị nhưng thông tin về tình hình biển Đông gần đây đã có liên quan gì đến các nhận định cho rằng sau chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ Việt Nam Trung Quốc đã xấu đi một cách nhanh chóng? Theo giới phân tích, ban lãnh đạo Hà Nội đang bị kéo căng giữa Bắc Kinh và Washington. Tại sao lại nói như vậy? Đông Nam Á đang trở thành khu vực trọng điểm trong chiến lược đầu tư và ngoại giao của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington trong khuôn khổ quan hệ Trung Quốc ASEAN, Bắc Kinh đang nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trong khu vực. Bài viết này phân tích động thái này của Trung Quốc, xem xét các yếu tố thúc đẩy và những thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt. Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với các nước láng giềng Đông Nam Á, tạo nên một cuộc cạnh tranh hợp tác với Hoa Kỳ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan và biển Đông. Nơi các cuộc chạm trán giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và Philippines gần các đảo tranh chấp ngày càng gia tăng. Trung Quốc vốn duy trì quan hệ quân sự sâu rộng với Campuchia và Lào. Tuy nhiên, năm nay, Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng hợp tác với các quốc gia khác như Indonesia, Singapore và Đông Timor. Bắc Kinh nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng về việc xây dựng lòng tin chính trị với các thành viên asean trung quốc cáo buộc mỹ đang gia tăng các cuộc tập trận chung ở biển đông nhắm vào tranh chấp đảo và trung quốc đồng thời thuyết phục các nước trong khu vực tham gia vào các cuộc đối đầu một động thái được cho là nhằm làm chậm sự phát triển của trung quốc bắc kinh nhiều lần cáo buộc mỹ khuyến khích philippines đồng minh hiệp ước của mỹ tiến hành các sứ mệnh tiếp tế cho các tiền đồn hải quân gần bãi cạn second thomas và gần đây hơn là bãi cạn Sabina, những khu vực đang tranh chấp. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, PA, cũng tăng cường tuần tra ở Biển Đông, đáp trả các cuộc tập trận và hoạt động quân sự khác của Mỹ và đồng minh. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với hầu hết khu vực Biển Đông giàu tài nguyên, trồng lấn với tuyên bố chủ quyền của các thành viên ASEAN như Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Các hoạt động của quân đội, lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu nghiên cứu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác tại Biển Đông cũng gây ra nhiều quan ngại. Những điều vừa kể đã cho thấy cuộc cạnh tranh hợp tác với Mỹ và tầm ảnh hưởng giữa hai cường quốc. Trong khi Washington đang tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng với các đồng minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như Philippines và Nhật Bản, sáu thành viên ASEAN đã tham gia cuộc tập trận hàng hải vành đai Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu vào tháng 6 và tháng 7 2023, nhưng Trung Quốc bị loại trừ do miễn cưỡng tuân thủ các quy tắc hoặc chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế. Bầu không khí hiện tại trong khu vực ASEAN bị chi phối bởi sự cạnh tranh giữa hai cường quốc. Đó là sự cạnh tranh về quan hệ đối tác, về liên minh và điều đó sẽ chỉ ngày càng gia tăng và có thể trở nên khá sâu xí. Một số quốc gia đang có xu hướng nghiêng về một phía, ví dụ như mối quan hệ của Trung Quốc với Thái Lan và Campuchia và điều này được cho là sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Các cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và các nước ASEAN thường mang ý nghĩa chính trị, đồng thời cung cấp hỗ trợ an ninh cho các quốc gia kém phát triển. Tuy nhiên, cuộc tập trận Falcon Strike thường niên giữa Trung Quốc và Thái Lan, một đồng minh của Mỹ, đã thu hút sự chú ý đặc biệt trong năm nay do bao gồm các yếu tố chiến đấu hiếm hoi. Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất sang Thái Lan từ năm 2019 đến năm 2023, chiếm 42% lượng nhập khẩu vũ khí lớn của nước này. Từ năm 2014 đến năm 2018, Thái Lan đã nhập khẩu 18% vũ khí từ Trung Quốc. Bên cạnh ảnh hưởng kinh tế, Trung Quốc hy vọng ít nhất sẽ buộc các nước Đông Nam Á phải cân nhắc lợi ích của Bắc Kinh khi nói đến Biển Đông và Đài Loan. Những lợi ích đó, đặc biệt là liên quan đến các tuyến đường thủy quan trọng bao gồm việc có nên cung cấp quyền tiếp cận cho lực lượng quân sự mỹ hoặc lực lượng đồng minh quyền bay qua căn cứ hoặc hỗ trợ hậu cần hay không mặc dù quan hệ đối tác an ninh của trung quốc dựa trên nguyên tắc không liên minh không cho phép tiếp cận căn cứ quân sự nhưng có thông tin cho rằng bắc kinh đã giành được quyền tiếp cận độc quyền vào căn cứ hải quân riem của campuchia do trung quốc tài trợ gần đây trung quốc đã tiến hành một số hoạt động quân sự đáng chú ý trong khu vực bao gồm cuộc tập trận chung với Singapore vào đầu tháng 11, 2023. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận được tổ chức trong hai năm liên tiếp và dự kiến sẽ được thể chế hóa. Trung Quốc cũng đang nỗ lực mở rộng quan hệ đối tác an ninh với Đông Timor, quốc đảo đang phát triển và là quan sát viên của ASEAN. Theo một báo cáo, Đông Nam Á là khu vực duy nhất mà số lượng các cuộc tập trận quân sự chung của Trung Quốc đã phục hồi về mức trước đại dịch. Với 14 cuộc tập trận được tổ chức vào năm 2022 so với 13 cuộc vào năm 2019. Hầu hết các cuộc tập trận quân sự chung của Trung Quốc trong năm 2022 được tiến hành với các nước Đông Nam Á. Tiếp theo là 5 cuộc với Nga và 3 cuộc với các quốc gia Trung Đông. Báo cáo cũng cho biết số lượng chuyến thăm cảng của hải quân Trung Quốc tại Đông Nam Á đã trở lại mức trước đại dịch. Mặc dù sự tham gia của Trung Quốc trong các hoạt động quân sự tại Đông Nam Á đang gia tăng, nhưng có những ý kiến cho rằng mức độ phức tạp và chuyên sâu của các cuộc tập trận vẫn chưa có nhiều thay đổi đáng kể. Một số người cho rằng vấn đề không nằm ở số lượng các cuộc tập trận, mà là loại hình tham gia, nội dung, các khía cạnh thực chất của hợp tác và mức độ chia sẻ thông tin tình báo giữa các quân đội. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng hầu hết các nước Đông Nam Á tham gia tập trận với Trung Quốc vì lý do ngoại giao, chứ không phải quân sự. Do đó, các cuộc tập trận này chủ yếu mang tính chất ngoại giao quốc phòng. Các cuộc tập trận gần đây được cho là chỉ mang tính chất hời hợt và thiếu khả năng tương tác, ngoại trừ các cuộc tập trận trên không giữa Trung Quốc và Thái Lan. Có ý kiến cho rằng, người Trung Quốc đang rút ra bài học từ những cuộc tập trận trên không để cải thiện chiến thuật và khả năng chiến đấu trên không của họ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đang nỗ lực tái thiết lập quan hệ với khu vực Nam Á sau khi nhậm chức vào tháng 12/2023 thay thế cho Lý Thượng Phúc, người đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tham nhũng. Trong cuộc hội đàm với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phan Văn Giang vào tháng 10/2023, ông Đồng kêu gọi Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự. Bắc Kinh cũng đã tổ chức cuộc đối thoại cấp bộ trưởng 2 2 đầu tiên với Indonesia vào tháng 11, 2023. Do Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông và Phó Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân ủy Trung ương Trương Bảo Quân dẫn đầu. Cuộc đối thoại 2 plus 2 được cho là sẽ giúp quản lý bất đồng và ngăn chặn khủng hoảng. Hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và các nước láng giềng được cho là đang được tăng cường. Và các nền tảng hợp tác và tập trận chung như cuộc tập trận giữa Trung Quốc và Singapore có thể sẽ được thường xuyên hóa. Giao tiếp giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở khuôn khổ 2 PO2, ví dụ như canh đảng với đảng giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Mặc dù Trung Quốc đang gia tăng hoạt động an ninh tại Đông Nam Á, một số quốc gia, đặc biệt là những nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, đang duy trì hợp tác trong các lĩnh vực dễ đạt được đồng thời thận trọng trước những hệ lụy an ninh tiềm ẩn khi xích lại gần Trung Quốc. Các quốc gia như Việt Nam và Indonesia đang cân bằng các sáng kiến an ninh mới với Trung Quốc và với các đối tác khác nhằm duy trì sự cân bằng và tránh nghiêng về bất kỳ phe nào. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Huberto Teodoro vào tháng 11, 2023, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phan Văn Giang cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và quân sự. Cả Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông chống lấn với Trung Quốc. Loại hình tập trận chung mà các nước trong khu vực có thể tiến hành với Trung Quốc cũng bị hạn chế bởi nguồn gốc phần cứng quân sự. Ví dụ, Thái Lan đã sử dụng máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất thay vì F16 của Mỹ trong cuộc tập trận Falcon Strike với Trung Quốc. Singapore không thể làm điều tương tự do không quân nước này chỉ sử dụng máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất. Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí nhỏ hơn nhiều so với Mỹ. Nước chiếm 42% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu giai đoạn 2019-2023. Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc chỉ chiếm 5,8% thị phần toàn cầu trong 5 năm qua, sau 5,9% giai đoạn 2014-2018, theo một báo cáo. Bắc Kinh đã cố gắng mở rộng hợp tác buôn bán vũ khí với ASEAN, nhưng những nỗ lực này chưa đạt được kết quả như mong đợi. Việc thiếu các hợp đồng bán vũ khí lớn cho Philippines, Indonesia và Malaysia được cho là do ba nước này ngày càng coi Trung Quốc là mối đe dọa quân sự và điều đó ngăn cản họ mua hầu hết vũ khí của Trung Quốc. Trung Quốc đã nhận được nhiều đơn đặt hàng vũ khí vào cuối những năm 2010, bao gồm hệ thống phòng thủ Haku-22, tên lửa, xe tăng và xe bọc thép chở quân, nhưng không có gì chắc chắn rằng xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng áp lực từ phía mỹ đối với các đồng minh và khách hàng mua vũ khí yêu cầu họ không mua vũ khí từ trung quốc và nga cũng ngày càng gia tăng uy tín về chất lượng của vũ khí trung quốc cũng là một vấn đề khác có những báo cáo cho rằng vũ khí hoặc hệ thống của trung quốc không hoạt động tốt ví dụ một hệ thống phòng không của trung quốc được sử dụng bởi một quốc gia đông nam á đã gặp sự cố dẫn đến thương vong cho quân nhân chất lượng súng trường cũng là một vấn đề nhiều quan chức Đông Nam Á cho biết họ ưa chuộng súng trường M16 cũ của Mỹ hơn vì nó nhẹ và chính xác hơn so với súng trường hiện đại của Trung Quốc. Trong tương lai, sự phát triển quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á sẽ tiếp tục chịu tác động bởi các yếu tố địa chính trị phức tạp trong khu vực và trên thế giới. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về những đánh giá về ông Tô Lâm sau chuyến đi Mỹ gần đây trong mắt của giới quan sát quốc tế. Bên cạnh các ý kiến cho rằng Tô Lâm là một chính khách thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và là người thích hưởng thụ. Nhiều ý kiến đã đánh giá cao, thậm chí khen ngợi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một con người cởi mở hơn, ủng hộ sự hòa giải và tự do học thuật. Theo BBC đã đưa ra nhận xét những gì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện từ khi lên nắm quyền lãnh đạo, đặc biệt là qua các hoạt động và phát ngôn trong chuyến công tác tại Mỹ. Dự báo gì về phong cách lãnh đạo của ông? Liệu ông có cởi mở hơn so với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng? Trong khi đó, theo IFP, Mỹ rất coi trọng chuyến công tác của ông Tô Lâm. Theo đó, chuyến đi Mỹ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ 21 đến 25 tháng 9 đã thành công tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với báo chí nhà nước trong ngày 29 tháng 9. Ông Sơn khẳng định chuyến công tác đối ngoại đa phương đầu tiên của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền tải được thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng ở cấp cao nhất về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ thứ hai, thể hiện khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với gần 50 hoạt động đa phương và song phương trong suốt chuyến đi, Việt Nam cũng đã chia sẻ những nhận định và cùng các nước đề ra các định hướng chính sách quan trọng nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu theo ông bùi thanh sơn bộ trưởng sơn cũng cho rằng với sự tiếp đón trọng thị nhất là việc thu xếp cuộc hội đàm giữa tổng thống joe biden và tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm cho thấy mỹ rất coi trọng chuyến công tác của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao việt nam điều này cho thấy mỹ thực sự tôn trọng thể chế chính trị việt nam tôn trọng vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Mỹ, ông Sơn nhấn mạnh. Theo đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng thời gian tới cần tập trung tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các kênh, các cấp, đặc biệt là cấp cao. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa hợp tác khoa học công nghệ lên tầm cao mới. Trong đó ưu tiên tìm kiếm đột phá trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, AI chuyển đổi xanh. Cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra cần tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã có về hợp tác quốc phòng an ninh Việt Mỹ. Trong đó tiếp tục coi khắc phục hậu quả chiến tranh là ưu tiên cao. Theo BBC, trong chuyến công tác tại Mỹ từ 22 đến 25 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham nhiều sự kiện và đề cập đến vấn đề hòa hợp, hòa giải. Chiều 22 tháng 9 giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ. Tới sáng hôm sau ngày 23 tháng 9, ông tiếp tục có mặt phát biểu chính sách tại Đại học Columbia và là nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên được mời tới nói chuyện tại trường này. Trong cả hai sự kiện, ông đều đề cập đến hòa hợp hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sau chiến tranh cũng như việc hợp tác giữa hai nước cựu thù trên nhiều phương diện, trong đó có giáo dục. Với tư cách là người đứng đầu đảng và nhà nước, những phát ngôn của ông Tô Lâm gây nhiều chú ý vì nó thể hiện tầm nhìn của nhà lãnh đạo mới. Việc ông làm diễn giả chính trong buổi tọa đàm ở Đại học Columbia được đánh giá là một sự cởi mở, mạnh dạn của nhà lãnh đạo cộng sản có mặt tại sự kiện kỷ niệm quan hệ Việt-Mỹ. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói với BBC rằng, ông tin ông Tô Lâm sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vì quan hệ hữu nghị gắn kết là lợi ích chung của cả hai dân tộc chúng ta. Đại sứ Ted Osius là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Ông là đại sứ Mỹ tại Hà Nội từ năm 2014 đến 2017 và được đánh giá là đã có nhiều đóng góp trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Mỹ. Việt Mỹ và viễn cảnh tương lai sẽ ra sao? Sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ lên. Đối tác chiến lược toàn diện Việt Mỹ diễn ra tại New York ngày 22 tháng 9 có sự tham dự của cựu ngoại trưởng John Kerry, thượng nghị sĩ Dan Sullivan cùng nhiều quan chức, cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc đến mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hợp tác đầy đủ với Mỹ. Nhưng vì những khúc quanh của lịch sử Đến hơn 40 năm sau thì hai nước mới nâng cấp lên mức quan hệ cao nhất trong ngoại giao của Việt Nam. Về quá trình hòa giải, bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ, ông Tô Lâm nhắc đến vai trò của những người phá băng. Ông cũng đề cập vấn đề này trong buổi nói chuyện tại Đại học Columbia, nhấn mạnh đến sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và những người bạn thân thiết của Việt Nam, gồm Tổng thống Bill Clinton và các tổng thống kế nhiệm các thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry. Trong cuốn hồi ký mang tên Không gì là không thể, sự hòa giải của Mỹ với Việt Nam, Nothing is impossible, American reconciliation with Vietnam của mình, ông Osius đã tiết lộ nhiều chi tiết về vai trò của hai thượng nghị sĩ John McCain và John Kerry trong việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận Việt Nam vào năm 1992 dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Thượng nghị sĩ John Kerry với vai trò là Chủ tịch Ủy ban đặc trách các vấn đề tù binh quân nhân mất tích trong chiến tranh Việt Nam PMA. Cùng thượng nghị sĩ John McCain đã giúp cung cấp cho Tổng thống Clinton một vỏ bọc chính trị cần thiết để dỡ bỏ cấm vận kinh tế, tiến tới một lộ trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Cụ thể, ông Kerry và ông McCain đã bảo trợ cho một nghị quyết lưỡng đảng kêu gọi Tổng thống Clinton dỡ bỏ cấm vận Việt Nam và được thông qua với tỷ lệ phiếu 62 trên 38. Cuộc bỏ phiếu sẽ cho Tổng thống vỏ bọc chính trị mà ông ấy cần để dỡ bỏ cấm vận. Và tôi mong điều đó sẽ đến khá sớm, ông McKinnon nói trong cuốn sách của Đại sứ Osis. Tôi nghĩ đó là một sự kiện gieo hạt quan hệ Mỹ-Việt. Thuật lại sự kiện, cựu Đại sứ Ted Ossius nói rằng, chính Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu trong sự ngỡ ngàng rằng, 30 năm trước, chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ tiến xa đến thế này. Ông Tô Lâm đã dẫn lời của Tổng thống Abraham Lincoln, cách tốt nhất để đoán định tương lai là kiến tạo tương lai. Theo đại sứ Osios, trong cuộc gặp, cựu ngoại trưởng John Kerry đã đáp lại tinh thần tạo dựng tương lai của ông Tô Lâm, nói rằng Hoa Kỳ có thể ủng hộ tham vọng của Việt Nam trở thành một cường quốc công nghệ với nền kinh tế được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo và đổi mới. Ông Kerry đã trích dẫn lời của tổng thống John Adams, người được ca ngợi là người khổng lồ của nền độc lập, rằng "Tôi phải học về chính trị và chiến tranh để các con tôi có thể tự do học toán và triết học." Các con tôi phải học toán và triết học, địa lý, lịch sử tự nhiên, kiến trúc hải thuyền, hàng hải, thương mại và nông nghiệp để cho con cái chúng có quyền học hội họa, thơ ca, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, theo thùa và làm gốm sứ. Trong buổi kỷ niệm một năm đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Đại sứ Ted Osius còn nhắc đến các màn trình diễn nghệ thuật mang tính tôn vinh và tinh thần hòa giải của các nghệ sĩ tầm vóc quốc tế. Nhiều người trong số họ, theo ông Osios, đã sống cuộc đời giữa Mỹ và Việt và giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai nước. Ví dụ, nghệ sĩ saxophone An Trần, con gái của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, lớn lên ở Việt Nam nhưng theo học nhạc tại Mỹ. Cô đã biểu diễn bài Bèo Giạt Mây Trôi cùng nhạc sĩ guitar San Trịnh. Một nghệ sĩ saxophone người Mỹ, Henry Luther Threadgill, đã sáng tác bài phở đặc biệt dành cho buổi trình diễn này và gửi đến Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Threadgill từng tham chiến tại Việt Nam nhưng nay ông sáng tác nhạc để tôn vinh và ngợi ca Việt Nam Ông Osios thuật lại với BBC Song song với việc nói khá nhiều về tiến trình hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Câu chuyện giữa người Việt với nhau lại không được chú trọng, thậm chí bị lãng đi Tại buổi nói chuyện tại Đại học Columbia Ông Tô Lâm đã tránh trả lời thẳng thắn về sự hòa giải giữa người Việt với nhau sau chiến tranh Khi giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng của Đại học Columbia đặt ra câu hỏi kèm theo trích dẫn lời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là sự kiện khiến triệu người vui mà cũng có triệu người buồn. Giáo sư Hằng nhận định câu nói của ông Kiệt rất ấn tượng vì điều đó cho thấy chính phủ Việt Nam nhận thức được sự mất mát của cả những người từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông Tô Lâm không đề cập gì đến vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc trong câu trả lời của mình mà chỉ nói tới quan hệ Việt Nam và Mỹ. Và thưa quý vị, có thể thấy, gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh chấm dứt, trong khi hòa giải giữa Việt Nam và cựu thù Mỹ có những bước tiến rõ rệt, việc hòa giải giữa những người Việt từng đứng hai bờ chiến tuyến vẫn còn nhiều trắc trở. Một trong những biểu hiện nổi cộm là phong trào dư luận viên trên mạng ngày càng tăng cường đả kích những gì liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa. Từ phim Cảm Tình Viên cho đến sự xuất hiện của một nghệ sĩ trên một sân khấu ở Mỹ mà có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Trong chuyến công tác tại Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Đại học Columbia, giữa Vin University và Đại học Columbia, giữa Đại học Fulbright và Đại học Columbia. Trước chuyến đi kể từ đầu tháng 7, Đại học Fulbright Việt Nam đã hứng chịu cuộc tấn công mạng, thậm chí cả từ cơ quan truyền thông của Bộ Quốc phòng Việt Nam với cáo buộc cách mạng màu và mọi việc chỉ dần lắng xuống khi Bộ Ngoại giao lên tiếng về vai trò của FUV vào ngày 26 tháng 8. Tuy nhiên, cuộc tấn công và những cáo buộc vẫn gây ra ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh tiếng và tinh thần của những sinh viên theo học tại trường. Trong cuốn hồi ký của mình, ông Ted Osius đã kể rằng trong quá trình đàm phán về Fulbright Việt Nam thì một trong những khâu khó khăn nhất là đảm bảo trường có được tự do học thuật đây cũng là một yếu tố mà phía chính phủ Việt Nam rất khó chấp nhận vì hệ thống giáo dục Việt Nam phải nằm dưới sự quản lý toàn diện của Đảng Cộng sản. Do đó, việc Việt Nam đồng ý cho phép FUV ra đời được coi là một bước đột phá. Trước câu hỏi của BBC về những cáo buộc đại học Fulbright Việt Nam về cách mạng màu và mức độ tự do học thuật của FUV, ông Osius kể lại thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ năm 2015. Tôi đã có mặt tại New York cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015 khi ông tuyên bố rằng Đại học Fulbright sẽ được hưởng quyền tự do học thuật và tự do nghiên cứu. Tuần trước, cũng tại New York, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói rằng cải cách giáo dục là điều cần thiết để Việt Nam có được một nền kinh tế đổi mới, được thúc đẩy bởi sự tiến bộ công nghệ. Nhà lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi việc hợp tác với các tổ chức học thuật của Mỹ như Đại học Columbia để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển nhằm giúp Việt Nam có thể đứng ở vị trí tiên phong về công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, ha, công nghệ sinh học và máy tính lượng tử. Tôi nghĩ vị tổng bí thư đã nói đúng. Vị cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói thêm rằng, một điều đương nhiên, Đại học Fulbright không phải là một phần hay mầm mống của cuộc cách mạng màu nào mà trường đang tìm cách thúc đẩy tinh thần tìm tòi và đổi mới trong số những sinh viên xuất sắc nhất của Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước. Sứ mệnh của Fulbright Việt Nam là ủng hộ, tương trợ cho sự thành công và thịnh vượng của Việt Nam. Hầu hết các nhà lãnh đạo của Việt Nam đều hiểu được điều này. Tôi tự hào về những điều mà Fulbright Việt Nam đang làm. Tôi lấy làm hãnh diện khi các nhà lãnh đạo ở cả hai phía Việt Nam lẫn Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ trường như một hạt nhân ưu tú, ông Osius trả lời BBC. Trong bài phát biểu dài 22 phút tại Đại học Columbia, ông Tô Lâm cũng chỉ rõ, con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Chưa rõ câu nói này mang ý nghĩa thực tiễn như thế nào, nhưng đây được cho là dấu hiệu của một sự cởi mở hơn trong tư duy của nhà lãnh đạo có xuất thân từ ngành công an như ông Tô Lâm. Theo BBC, nhà văn Trần Thanh Cảnh trong cuộc phỏng vấn với BBC việc gần 100 trí thức trong và ngoài nước kêu gọi trả tự do cho nhà báo Huy Đức đã có lời nhận định rằng từ khi ông Tô Lâm lên nắm quyền lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, có nhiều tín hiệu cho thấy ông không như người tiền nhiệm mà sẽ hướng về sự cởi mở xã hội hơn. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin liên quan đến người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Tô Lâm là một con người thế nào phải chăng ông Tô Lâm là tân lãnh đạo cứng rắn của Việt Nam đang thiên về tư bản? The Economist tuần này có bài nhận định về nhà lãnh đạo mới của Việt Nam cứng rắn, thiên về tư bản và thích hưởng thụ. Tân tổng bí thư Tô Lâm vừa qua đã gặp Tập Cận Bình hôm 19 tháng 8 và trong tháng 9, ông Tô Lâm sẽ sang Hoa Kỳ. Theo giới phân tích quốc tế, Tô Lâm là người chú trọng kinh tế thay vì lý luận. Cùng với ông Tập Tổng Bí thư Việt Nam đã ký kết 14 văn bản về nhiều lĩnh vực, từ trường Đảng cho tới xuất khẩu cá sấu. Ông Tô Lâm tái khẳng định tầm quan trọng của đối tác thương mại lớn nhất và việc ông sắp công du Mỹ cho thấy ông tiếp tục chính sách ngoại giao cây tre. Điều đáng chú ý trong chuyến đi là Tô Lâm theo vết chân của Hồ Chí Minh từng đến Quảng Châu năm 1992 với tên Lý Thủy. Chuyến hành hương về lý thuyết là kỷ niệm 100 năm ông Hồ tới thành phố này. Tuần báo Anh ghi nhận việc tôn vinh các nhà cách mạng lão thành là điều kiện tiên quyết để thăng tiến ở Việt Nam. Người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng là một lý thuyết gia Marxist cho đến khi qua đời hồi tháng 7. Ông Lâm không phải là một nhà cách mạng cũng chẳng phải học giả, mà xuất thân từ Bộ Công an. Việc ông Tô Lâm chọn thăm Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông cho thấy tinh thần trọng thương Việt Nam buôn bán với Quảng Đông gần tương đương với Nhật Bản. Tô Lâm đã ngầm ưu tiên cho tư bản chủ nghĩa, chứ không phải xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là một sức mạnh đang lên, có 100 triệu dân với dân số trẻ và giá lao động rẻ, bằng phân nửa so với vùng duyên hải ở Hoa Lục, được cả Trung Quốc và Hoa Kỳ ve vãn. Đất nước này được hưởng lợi từ nỗ lực của Mỹ giảm bớt rủi ro trong chuỗi cung ứng nhiều công ty Trung Quốc dịch chuyển một số công đoạn sang Việt Nam để né thuế hải quan. Đáng chú ý, Tô Lâm luôn tranh thủ đốt lò để loại các đối thủ và tiềm năng của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi làn sóng chân áp. Chiến dịch đốt lò của ông Trọng đã trừng phạt 200.000 kẻ tham nhũng, 60.000 người từ nhiệm, các dự án cơ sở hạ tầng hay kỹ nghệ mới bị tê liệt vì quan chức không dám ký. Ông Lâm là người thực thi chính sách của ông Trọng, nhưng dường như ông lợi dụng chiến dịch chống tham nhũng để loại đi các đối thủ. Đầu năm nay, Lo đã làm chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và ông Tô Lâm lên thay. Dù chỉ chủ tịch nước là một chức vụ tượng trưng, nhưng nhờ đó, ông Lâm có được ưu thế để trở thành tổng bí thư khi ông trọng qua đời hai tháng sau. Ông tuyên bố chống tham nhũng không thể là trở ngại cho việc phát triển đất nước, dù vẫn cam kết tiếp tục nhưng quan hệ giữa ông Lâm với lãnh vực tư nhân khiến người ta nghĩ rằng ông chú ý đến những ưu tư của giới trường giả. Bộ Công an sở hữu nhiều tập đoàn và một công ty viễn thông, và Tô Dũng, anh của Tô Lâm, là doanh nhân có lợi ích trong nhiều lãnh vực nhất là địa ốc, năng lượng, đất hiếm, là đại lý của thương hiệu Vespa Piaggio ở Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Lâm bị tai tiếng vì vụ thức món thịt bò rát vàng của đầu bếp nổi tiếng Nusret Cocktail ở London sau khi đến thăm mộ Karl Marx. Trong tân chính phủ, số lượng quan chức xuất thân từ công an khá nhiều, kể cả Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quân đội bất ngờ chiếm được 4 tháng 15 ghế trong bộ chính trị, chỉ sau công an với 5 ghế. Theo ông Nguyễn Khắc Giang của Viện ICS Yusuf Isaac, đây là số lượng lớn nhất kể từ sau thời kỳ đổi mới năm 1986. Bình thường thì quân đội chỉ có một ghế. Tô Lâm có thể nhạy cảm với đối thủ từ quân đội hơn là mối đe dọa từ bên ngoài với những ưu thế về quyền lực tân tổng bí thư tô lâm đang khẳng định tính chính danh của mình trước hết trong nội bộ đảng nhưng việc xác định tính chính danh cho đảng cho chế độ trước nhân dân thông qua bầu cử thực chất sẽ là không thể trong thời khắc chuyển giao quyền lực ưu tiên số một vẫn là duy trì chế độ ưu tiên số một của tô lâm là duy trì chế độ Việc khẳng định tính chính danh trên trường quốc tế là nước cờ tiếp theo, khôn ngoan và khó đoán định đối với nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Toàn trị. Việc thăm chính thức Trung Quốc của ông Tân Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, vào ngày 18.8.8.2024, .8 nghĩa là chỉ hai tuần sau khi được ban chấp hành Trung ương Đảng Bầu, khiến cho các nhà quan sát chính trị chú ý. Nó, cũng như mọi lần, luôn được tuyên truyền là thành công tốt đẹp, nhưng mang nhiều ý nghĩa, chẳng hạn không chỉ tiếp tục chính sách ngoại giao cây tre mà còn về quan hệ kinh tế địa chính trị trong bối cảnh thế giới phức tạp khó lường trong đó có cuộc cạnh tranh Trung Mỹ để cân bằng có tin chưa chính thức từ truyền thông rằng ông Tô Lâm sẽ thăm Hoa Kỳ vào tháng 9 tháng 2 năm 2024 trong dịp kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York và rồi sau đó theo ông Tổng thư ký Quốc hội cơ quan này sẽ tiến hành bầu chức danh chủ tịch nước vào kỳ họp tháng 10 năm 24 hé lộ khả năng ông Tô Lâm sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh chủ tịch nước vào dịp hội nghị trung ương lần thứ 10 được nhóm họp như thông lệ trước kỳ họp quốc hội. Điều này có nghĩa là nguyên tắc tập thể mặc dù yếu đi dưới thời cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng dường như vẫn sẽ vận hành, khác biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc để duy trì chế độ. Hãy chờ xem sự thể thế nào. Tuy nhiên, theo tôi sự tương đồng ý thức hệ với cộng đồng chia sẻ tương lai sẽ là yếu tố ảnh hưởng nhất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể thấy, trong thời gian tương đối ngắn, tân tổng bí thư Tô Lâm về cơ bản bước đầu hoàn tất bộ máy lãnh đạo Đảng và chính phủ cấp trung ương. Giống như người tiền nhiệm, ông Tô Lâm luôn nhấn mạnh công tác nhân sự Đảng và rằng trong hội nghị trung ương 10 dự kiến nhóm họp vào tháng 10 sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Sau đó là chuẩn bị nhân sự cho các đại hội cấp địa phương vào năm 2025, hoàn tất trước đại hội 14 dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026. Trong công tác nhân sự Đảng CS xu hướng tăng cường quyền lực cho phái lực lượng vũ trang, công an và quân đội sẽ tiếp tục được ưu tiên. Hiện thời trong bộ chính trị có 5 ủy viên có nguồn gốc công an và 3 ủy viên xuất thân từ quân đội. Họ sẽ tiếp tục chia sẻ dù mang tính hình thức quyền lực trong nguyên tắc tập thể lãnh đạo khi phương án nhất thể hóa hai chức danh cao nhất của Đảng và nhà nước vẫn còn bỏ ngỏ. Trong chế độ Đảng Cộng sản toàn trị, tổng bí thư có quyền lực tuyệt đối khi ông ấy đứng đầu các tổ chức quyền lực nhất của Đảng như Quân ủy Trung ương, Hội đồng Quốc phòng An ninh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, nếu tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngoài ra, dưới thời ông Trọng tổng bí thư còn từng giữ chức vụ quan trọng khác như ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương bởi vậy về thực chất ông ấy có thể chỉ đạo trực tiếp bộ công an và ông tô lâm thuận tiện để chỉ kế thừa quyền lực được nhân lên và cụ thể hóa trong vận hành tuy nhiên kể cả khi nắm giữ quyền lực tuyệt đối thì việc bảo vệ duy trì quyền lực luôn là thách thức đối với tân tổng bí thư tô lâm trước hết trong bối cảnh tham nhũng nghiêm trọng và mang tính hệ thống hiện nay thì việc thanh lọc, lựa chọn, bổ nhiệm luôn là vấn đề nan dài vì niềm tin nội bộ giữa những người đồng chí không còn như xưa khi nền tảng tư tưởng bị lung lay dữ dội. Điều này lý giải vì sao ông Tô Lâm phải đưa những người đồng nghiệp an ninh và đồng hương vào các vị trí chủ chốt trong guồng máy lãnh đạo. Nhưng liệu có ai dám đảm bảo những quan chức được bổ nhiệm, thân cận, về mặt hình thức là trong sạch hay chí ít có nhúng chàm nhưng sẽ rửa tay để hối cải? Trong lịch sử toàn trị cho thấy những cuộc mặc cả kế nhiệm với việc bảo toàn cho những người tiền nhiệm và gia đình họ. Chẳng hạn, cố tổng thống Elsin với Putin và không loại trừ những tin đồn về trường hợp mâu thuẫn giữa cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là sai sự thật. Gần đây, status Facebook của cựu đại biểu quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng ca ngợi nhân cách của cựu thủ tướng Dũng khiến dư luận chú ý. Hơn thế, Vấn đề lớn nhất hiện nay đối với việc kiểm soát quyền lực, cả về nguyên lý và thực tiễn, là ai hay tổ chức nào trong chế độ có thể giám sát tha hóa quyền lực đối với bộ máy với sức mạnh vô đối của công an và quân đội về trước mắt và trong trung hạn. Câu hỏi này đã từng được đặt ra với Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình như một bài học thực tế. Đảng có thể bị đe dọa khi bạo lực vũ trang, an ninh lấn lướt hệ tư tưởng. Như đã biết, một sự kiện đình đám xảy ra trước thêm Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012 là việc loại bỏ ông Chu Vĩnh Khang. Ông Khang từng là Bộ trưởng Bộ Công an, từng giữ chức trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị lần thứ 17 và chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương từ năm 2007 đến năm 2012. Trên cương vị đó, Chu giám sát các lực lượng an ninh và các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc lý do được đưa ra là trong thời gian còn đương chức chu vĩnh khang đã dính líu đến nhiều vụ tham nhũng lạm dụng quyền hành và bị cáo buộc là một trong những thủ phạm chính trong cuộc đàn áp môn khí công pháp luân công dư luận khi đó đồn đoán rằng tập cận bình ngăn ngừa nguy cơ lộng quyền hay bị tiếm quyền khi chu vĩnh khang được cho là đồng minh thân cận của bạc hy lai cựu ủy viên bộ chính trị và bí thư thành ủy trùng khánh bị cách chức vì các bê bối chính trị và tham nhũng nhưng thực chất là đấu đá tranh giành quyền lực. Năm 2023, đánh dấu cuộc thanh trừng của tập đối với các quan chức Bộ Quốc phòng, trước hết là các tướng lĩnh chỉ huy của lực lượng tên lửa và đỉnh cao là ông Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, cựu ủy viên quân ủy trung ương, cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Tháng 8 năm 2023, ông ta đã bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng và ủy viên quốc vụ. Đến tháng 6 Tháng 2 2024, Lý Thượng Phúc cùng với Ngụy Phượng Hòa, cựu bộ trưởng tiền nhiệm, bị khai trừ khỏi đảng và chuyển sang cơ quan kiểm sát khởi tố vì nghi ngờ phạm tội đưa và nhận hối lộ. Tóm lại, kết luận có thể của phần 2 này là ưu tiên số 1 là bảo vệ và duy trì chế độ toàn trị, nhưng đồng thời cũng sẽ là thách thức số 1 theo nghịch lý quyền lực. Trước mắt, Hội nghị Trung ương 10 Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 10 đám 2, 024, hay đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 vào đầu năm 2026. Không phải là những rào cản không thể vượt qua đối với tân tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy nhiên, thách thức thực sự sẽ là việc ông ấy sẽ sử dụng chiếc nhẫn quyền lực tuyệt đối thế nào. Và tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm sẽ vẫn đi dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông Tô Lâm được cho là hướng về đại cường cộng sản độc tài ở phía Bắc hơn là Hoa Kỳ cho dù tàu Trung Quốc đôi khi đối đầu với Việt Nam ở Biển Đông. Nhưng ông Lâm cũng ý thức rằng, muốn đảng có tính chính danh, cần phải bảo vệ chủ quyền đất nước chống quân xâm lược phương Bắc. Bắc Kinh từng xua quân sang biên giới Việt Nam năm 1979, và người Việt rất ghét Trung Quốc. Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư từ 1997 đến 2001, bị mất chức một phần vì quá thân với Bắc Kinh. Thăm Trung Quốc là giai đoạn đầu tiên không thể tránh khỏi vì đến Hoa Kỳ trước sẽ khiến cho các đồng chí ở Bắc Kinh lo sợ. Nhưng Tô Lâm sẽ sang Mỹ dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc và hẳn sẽ đặt vấn đề về việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Về phía Mỹ có thể làm áp lực về việc tăng cường hợp tác an ninh sau khi đôi bên đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và không nhắc đến quá khứ đàn áp của ông Lâm. Theo tổ chức Project 88, ông đã cho bắt trên 300 nhà đấu tranh và nhà báo Trở lại vấn đề các đánh giá của giới quan sát quốc tế cho rằng Việt Nam quốc gia cộng sản nhưng thích tư bản. Trong hồ sơ tuần này, L'Express có bài viết nói về Việt Nam, phép lạ kinh tế của một quốc gia cộng sản nhưng thích chủ nghĩa tư bản. Thủ lãnh cực tả Pháp, Jean-Luc Mélenchon, thích nhắc lại thời trẻ ông ủng hộ Việt Nam và hoan nghênh sự thất bại của Hoa Kỳ. Nhưng có ai nghe ông Mélenchon nói gì về sự tiến bộ ngoạn mục của Việt Nam từ khi nước này đi theo kinh tế thị trường? Trong ba thập niên qua, Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm khoảng 7%, vượt xa các láng giềng châu Á. Hồi năm 1990, với GDP trên đầu người chỉ có 98 đô la, Việt Nam thuộc loại nghèo nhất thế giới. Chỉ hơn có hai nước châu Phi đói khổ là Somali và Sierra Leone. Ngày nay, chưa đầy 5% dân số Việt Nam là cực nghèo, so với 90% của ba năm trước. Nghiên cứu phép lạ Việt Nam, nhà sử học và xã hội học Đức Rainer Zittelmann nhấn mạnh chính kinh tế kế hoạch và tập thể hóa nông nghiệp đã đưa đất nước này đến thảm họa. Năm 1980, chế độ cộng sản lệ thuộc vào chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc, cũng như Liên Xô và các nước anh em Đông Âu. Đến 1986, lạm phát đạt 5 đạt 82%. Cũng trong năm đó, Đại hội Đảng lần thứ sáu nhìn nhận sai lầm và quyết định đổi mới. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng vọt, và đến 2018 số người Việt trung lưu tăng lên 65%. Nhà nghiên cứu Zitelman nêu ra một nghịch lý về mặt chính thức là Marxist nhưng hầu hết người Việt coi chủ nghĩa tư bản là tích cực và họ cảm thấy gần gũi với những nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ hơn là các nước xã hội chủ nghĩa. Ít có dân tộc nào phải chịu đựng những cuộc chiến tranh đẫm máu trong thế kỷ 20 như người Việt. Chiến tranh Đông Dương rồi chiến tranh Việt Nam từ 1955 đến 1975. Nhưng ngược với chế độ Algeria chẳng hạn, Việt Nam nhanh chóng vượt qua những thù địch trong quá khứ. Theo Asian Barometer, 80% người Việt có cảm tình với Mỹ, còn với Trung Quốc chỉ có 25%. Từ nghèo khổ trở thành tương đối thịnh vượng chỉ trong một thế hệ, nhưng Việt Nam cần cải cách thêm. Làn gió địa chính trị có thể thay đổi, các đối thủ có thể trở nên cạnh tranh hơn, dân số lão hóa nhanh, Việt Nam hãy còn một chặng đường rất dài để đuổi kịp Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về câu chuyện ai đang dùng cháu nội Nguyễn Xuân Phúc để tạo áp lực với Tổng Bí thư Tô Lâm. Như quý vị đã biết, trên mạng xã hội mới đây đã chia sẻ nhiều hình ảnh của cháu nội ông Bảy Phúc là Nguyễn Như Khôi chụp hình chung với nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền kể cả Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thời còn là Bộ trưởng Bộ Công an. Điều vừa kể được cho rằng, nhằm tạo áp lực để buộc Tổng Bí Thư Tô Lâm phải trả lời câu hỏi, tại sao lại tha cho vợ chồng ông Bảy Phúc? Nhất là cách đây chưa lâu, các nguồn thạo tin đã khẳng định thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu sắp bị khởi tố, bắt giam. Với lý do bị cáo buộc là trùm cuối trong vụ đại án Việt Á và nhận quà của bà trùm Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát lên đến 100 triệu USD. Trong khi đó, có nhiều ý kiến thấy rằng trong bối cảnh chính trị cung đình khốc liệt, nếu không cẩn thận, Tô Lâm có thể mắc bệnh lạ. Theo đó, những cái chết của Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành và Nguyễn Chí Vịnh liệu có miễn nhiệm với Tô Lâm hay không? Câu trả lời sẽ là không, và nếu ông Tô Lâm bất cẩn thì ông ta vẫn có thể góp mặt vào danh sách tử vong vì nguyên nhân bất minh như các đồng chí nêu trên của ông. Theo thông báo của truyền thông nhà nước, trong tháng 10, trong kỳ họp chính thức của Quốc hội, các đại biểu sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức chủ tịch nước của ông Tô Lâm và bầu lại chủ tịch nước mới. Tuy chức chủ tịch nước chỉ mang hình thức lễ nghi, nhưng khi ông Tô Lâm kiêm nhiệm hai chức thì chức chủ tịch nước này đã trở nên cực kỳ quyền lực, tương tự tập cận bình của Trung Quốc. Trên thực tế, nhờ vai trò chủ tịch nước, Tô Lâm đã có dịp ca bài ca đổi mới trên đất Mỹ khiến nhiều nhà bình luận lạc quan đánh giá tốt về ông có thể nói chức chủ tịch nước đối với tô lâm không hề vô dụng mà ngược lại nó rất hữu dụng việc ông lâm nhà chức chủ tịch nước có thể hiểu là do ông bị ép hơn là ông chê chức này bởi vì một khi có tham vọng chi phối quyền lực trong đảng để cầm quyền suốt đời thì cần phải nắm trong tay càng nhiều chức quyền càng tốt như tập cận bình của trung quốc việc tô lâm sắp bị thế lực quân đội lột chức cho thấy rằng đang có một thế lực mới nổi lên buộc ông tô lâm phải nhượng bộ ông nguyễn phú trọng đã thành công nắm giữ quyền lực với công thức tứ trụ công an thì nay ông tô lâm cũng sử dụng công thức này điều đáng nói là thời ông trọng không hề có thế lực tứ trụ quân đội để cân bằng nhưng nay đến thời tô lâm công thức quyền lực thứ hai đang được nhen nhóm nếu không thể dập tắt có thể tô lâm không được yên ở ngôi vị cao nhất trong đảng Việc phải nhả chức chủ tịch nước là tín hiệu rất không tốt cho ông Tô Lâm và nhóm Hưng Yên. Nếu đủ lực để giữ cả hai chức trong tay, thì đồng nghĩa Tô Lâm đã triệt hạ được một nhóm quyền lực lớn mới hình thành. Vậy nên, hậu đi Mỹ, đặc biệt là hậu kỳ họp quốc hội vào tháng 10, rất có thể cục diện giữa các phe phái trên chính trường Việt Nam có sự thay đổi đáng kể. Lâu nay, Tô Lâm đã áp đặt chế độ công an trị lên đầu 100 triệu dân Việt và không gặp khó khăn gì. Nay, ông muốn áp chế độ công an trị lên 5 triệu đảng viên thì đã vấp phải một thách thức lớn, đặc biệt là từ những ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị. Họ đều là những người có quyền lực, những nhóm quyền lực nên không dễ dàng chịu sự áp đặt của Tô Lâm. Trước đây, ông Trọng từng nắm giữ hai chức tứ trụ trong một thời gian khá dài, khoảng gần 3 năm. Phải đến đại hội 13, ông Trọng mới nhả chức chủ tịch nước. Còn với Tô Lâm, Ông nắm hai chức chưa được bao lâu thì đã buộc phải nhả chức. Việc này cho thấy áp lực quanh ông Tổng Bí thư họ Tô hiện nay căng thẳng hơn áp lực đối với ông trọng trước đây rất nhiều. Việc của Tô Lâm hiện nay là phải giữ cho chắc ngai vàng tổng bí thư, tránh bị lật đổ là đã thành công. Dùng bạo lực để đoạt chức thường đạt được ý đồ rất nhanh, nhưng hậu chiến thắng lại là một chuỗi khó khăn tiếp nối. Hiện nay không chỉ bộ chính trị mà cả trung ương đảng hầu như không mấy ai đồng lòng với tô lâm nguyên nhân là họ sợ ông dùng công cụ chống tham nhũng để loại bỏ họ hơn nữa cách đoạt ngôi của tô lâm làm cho rất nhiều nhân vật trong trung ương đảng và bộ chính trị không phục hiện nay thế lực của tô lâm đang bị trứng lại do gặp cản lực rất lớn từ trong đảng khi tung đòn đánh úp những hạt giống do ông nguyễn phú trọng dựng nên tô lâm có được yếu tố bất ngờ còn giờ đây yếu tố bất ngờ không còn nữa nên lợi thế của Tô Lâm cũng đã cạn. Nếu ông Tô Lâm không thay đổi chiến thuật, rất có thể những thế lực khác lại tìm được cách đối phó hữu hiệu đối với phe hưng yên của ông. Lúc đó, chính trường Việt Nam sẽ có nhiều phim hay đáng xem. Và thưa quý vị, có hay không vấn đề ai đang dùng cháu nội Nguyễn Xuân Phúc để tạo áp lực với Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội của người Việt đang chia sẻ rộng rãi hình ảnh chàng trai mang tên Nguyễn Như Khôi 18 tuổi, được cho là cháu nội của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là điều bất ngờ, vì cho đến nay, người ta chỉ biết ông Bảy Phúc có hai người con với phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu, đó là cô Nguyễn Thị Xuân Trang và cậu Nguyễn Xuân Hiếu. Với độ tuổi của Trang và Hiếu, con ông Phúc thì chưa thể có con lớn đến 18 tuổi như Nguyễn Như Khôi. Như vậy nếu thực sự chàng trai Khôi là cháu nội của ông Bảy Phúc, thì có nghĩa là ông Phúc có không ít hơn hai người vợ. Điều đáng nói là chàng trai Nguyễn Như Khôi còn rất trẻ, nhưng trên trên Instagram đã thấy khoe các bức ảnh chụp chung với ông Phúc và nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền Việt Nam. Như chụp cùng bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hay cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, và kể cả Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thời còn là Bộ trưởng Bộ Công an ngoài ra chàng trai khôi còn khoe bộ sưu tập hàng hiệu và cả tài khoản ngân hàng được cho là có giá trị lên tới hàng triệu có nhiều ý kiến thấy rằng nếu thực sự khôi là cháu nội của ông bảy phúc với khối tài sản như vậy có khả năng liên quan gì đến hàng vạn người chết oan bởi kit test việt á hay không một câu hỏi đặt ra tại sao câu chuyện cháu nội của ông bảy phúc là nguyễn như khôi lại nổi lên trong thời điểm hiện nay khi tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đang ở trong tình thế thập diện mai phục nhất là sau khi cách đây chưa lâu, các nguồn thạo tin đã khẳng định thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu sắp bị khởi tố, bắt giam, với lý do bị cáo buộc là chùm cuối trong vụ Việt Á và nhận quà của bà trùm Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát lên đến 100 triệu USD. Nhưng không hiểu vì lý do gì, câu chuyện mà dân tình ai, ai cũng quan tâm, bỗng chìm xuồng không sủi tâm. Hơn thế nữa, tại sao tin đồn liên quan đến một nhân vật từng giữ hai cương vị trong bộ máy tứ trụ là bốn nhân vật quyền lực cao nhất mà không thấy có sự bác bỏ hay cải chính của ban tuyên giáo trung ương, bộ thông tin truyền thông để giải cứu. Nhất là có những đồn đoán khẳng định gia đình ông Nguyễn Xuân Phú đang sở hữu khối tài sản có thể lên đến cả trăm ngàn tỷ. Đầu năm 2023, chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị cho thôi chức với lý do vì trách nhiệm của người đứng đầu sau đại dịch COVID-19, đã có những đồn đoán dâm gian về bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của Thủ tướng Phúc, là chùm cuối, đồng thời cũng là chủ sở hữu của 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á của Phan Quốc Việt. Khi đó, giới thạo tin vẫn khẳng định vấn đề vợ chồng ông Phúc, bà Thu là chùm cuối trong đại án Kit test Việt Á. Bộ Công an đã lập chuyên án trong khuôn khổ của một đại án đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã đưa ra các chứng cứ ông Phúc, bà Thu cùng thuộc cấp đã dính tới những sai phạm tài đình không thể chối cãi. Trong một diễn biến khác, hồi tháng trước, mạng xã hội giấy lên tin đồn cho rằng vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc sắp sửa bị bắt với cáo buộc là chùm cuối trong vụ Việt Á. Tuy vậy, đến nay, tin đồn này được cho là không có cơ sở vì theo luật bất thành văn ở Việt Nam, giới chức hàng tứ trụ, nghiêm nhiên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ được hạ cánh an toàn. Nhưng ngay sau đó, theo giới thạo tin vụ việc vừa kể, đã được ông Bảy Phúc và gia đình dàn xếp xong xuôi bằng số tiền lên đến vài triệu USD. Thời báo không có khả năng xác thực tin vừa kể. Tổng bí thư Tô Lâm ngay sau khi nhậm chức đã khẳng định sẽ tiếp chống tham nhũng với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tình cả vùng, cả lĩnh vực. Đó là lý công luận mong muốn Tổng Bí Thư Tô Lâm cần phải ra tay xử lý đến nơi, đến chốn để đáp ứng đòi hỏi của công luận. Phải chăng đây là một âm mưu của một thế lực chính trị trong đảng muốn sử dụng hình ảnh mối quan hệ của cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm và cháu nội của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Như Khôi để làm áp lực đối với Tổng Bí Thư. Và thưa quý vị trở lại với vấn đề cung đình khốc liệt. Nếu không cẩn thận, Tô Lâm có thể nhiễm bệnh lạ. Tại sao lại nói như vậy? Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí Thư đến nay, cung đình ngày càng khốc liệt hơn, chứ không hề yên tĩnh. Chưa có nhiệm kỳ nào mà số ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị bị dụng nhiều như nhiệm kỳ khóa 13 này. Điều đó báo hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái lò lửa. Trong đó, các đồng chí đang nướng lẫn nhau. Nhiệm kỳ này cũng có đến ba cái chết. Hai người chết khi đang tại vị, còn một người chết không bao lâu sau khi rời ghế. Đó là ông Lê Văn Thành, ông Nguyễn Chí Vịnh và ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Thành nhiễm bệnh lạ sau khi rời hang ổ Hải Phòng về chính phủ. Ông Trọng qua đời có lẽ do di chứng của lần gục ngã tại Kiên Giang, xào huyệt của Ba Dũng 5 năm, năm trước đó. Còn ông Vịnh bị cho nhắm mắt có lẽ bởi ông biết quá nhiều. Ông Vịnh từng nắm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội, tức Tổng cục 2, sẽ không có bất kỳ sự thừa nhận nào từ nhà cầm quyền rằng những cái chết kể trên là kết quả của các cuộc đấu đá cung đình dùng hồ sơ đen để hạ bệ lẫn nhau là cách làm công khai bởi hầu hết các quan chức đều ăn bẩn để làm giàu nên bất kỳ ai cũng có thể trở thành con mồi của tô lâm khi ông nắm trong tay bộ máy điều tra khổng lồ rất nhiều người rất căm ghét tô lâm nhưng không thể làm gì được ông bởi ông có những bằng chứng cụ thể không thể nào chối cãi cuộc chiến mà tô lâm đã và đang phát động là cuộc chiến một chiều chỉ có tô lâm tấn công người khác chứ chưa có ai đủ sức tấn công lại tô lâm có thể nói chiêu bài chống tham nhũng của ông trọng đã đem lại lợi thế cho ông tô lâm các thế lực khác không thể dùng đòn đánh sở trường của tô lâm để phản công ông bởi làm vậy là tự sát chính trường khốc liệt tô lâm là kẻ khó bị hạ nhất hiện nay chứ không hẳn là không thể bị hạ vậy câu hỏi đặt ra là liệu tô lâm có thể bị đồng chí của ông hạ không và hạ bằng cách nào những cái chết của nguyễn bá thanh trần đại quang lê văn thành và nguyễn trí vịnh liệu có miễn nhiễm với tô lâm hay không câu trả lời là không nếu ông tô lâm bất cần ông vẫn có thể góp mặt vào danh sách tử vong vì nguyên nhân bất minh như các đồng chí nêu trên của ông hiện nay thế trẻ tre của tô lâm đã không còn nhưng để cân bằng quyền lực với ông thì vẫn là bài toán khó đối với phần còn lại Hy vọng lớn nhất là phe quân đội. Nếu họ bỏ qua sự bất đồng nội bộ bấy lâu nay và liên kết lại thì Tô Lâm cũng khó mà ngăn cản được. Quân đội lâu nay vẫn được ưu tiên có nhiều ủy viên trung ương đảng hơn công an, thậm chí số ủy viên bộ chính trị có lúc cũng đông hơn. Tuy nhiên, nội bộ quân đội lại cũng chia phe cánh, không thống nhất được. Đó là lý do khiến cho phe quân đội bị phe công an vượt mặt. Nói về bộ phận tình báo, công an bị lép vế so với quân đội. Năm 2018, ông trọng cho giải thể Tổng cục tình báo Bộ Công an, tức Tổng cục 5, thay bằng một cơ quan tình báo mới. Giờ đây, công an không có cơ quan tình báo mạnh như quân đội đang có. Nếu nói, cơ quan điều tra Bộ Công an chỉ có thể điều tra trong khuôn khổ pháp luật. Thì ngược lại, cơ quan tình báo quân đội có thể điều tra không giới hạn và hành vi của họ được bảo đảm bí mật. Đây chính là thứ vũ khí lợi hại mà phe quân đội đang có liệu họ có sử dụng để nhắm vào Tô Lâm hay không? Khi các phe phái khác bế tắc trong việc hạ bệ Tô Lâm thì việc làm sao để Tô Lâm mắc bệnh lạ cũng là một giải pháp có thể dùng. Vì thế, nếu không cẩn thận, ông hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của đòn hiểm này. Ngồi ngôi càng cao, càng tiềm ẩn nguy hiểm. Thưa quý vị, liên tục chương trình chúng tôi đối đến với quý vị bản tin chiến sự Ukraine ngày hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 10 năm 2024 với các tin tức nổi bật như sau. Trong hai tháng giao tranh ở vùng Kursk, Nga đã giành lại được quyền kiểm soát, chưa đầy một tháng 5 lãnh thổ đã mất. Vào đầu tháng 10, sẽ là hai tháng kể từ khi bắt đầu giao tranh ở vùng Kursk, cuộc xâm nhập vào Nga đầu tiên của một quốc gia nước ngoài kể từ năm 1945. Theo bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, EST, các hoạt động quân sự ở vùng Kursk có diện tích lên tới 1 km vuông. Trong số này, Nga đã lấy lại khoảng 220 km vuông, 21%. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10, 940 km vuông vẫn được dự án xếp vào loại lãnh thổ giao tranh, Azenstvo viết. Theo dự án Deep State gần gũi với quân đội Ukraine, diện tích hoạt động quân sự ở vùng Kursk đạt 1,257,33 km vuông vào cuối tháng 8. Đến đầu tháng 10, diện tích đã giảm đi 115 km 8 trong thời gian này, Phó Cục trưởng Cục Quân sự Chính trị của Bộ Quốc phòng Nga Apti Alaudinov, người trở thành phát ngôn viên chính của cơ quan quân sự ở khu vực này, đã nhiều lần báo cáo về những chiến thắng. Đầu tiên là về việc Nga kiểm soát tối đa về tình hình, và sau đó là sự bỏ chạy của lực lượng vũ trang Ukraine. Trên thực tế, trong hai tháng, Nga chỉ có thể lấy lại từ 8 đến 21% lãnh thổ, mà sau ngày 6 tháng 8 đã nằm trong vùng chiến sự. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Tổng thống Nga Putin khẳng định sẽ hoàn thành mọi mục tiêu đề ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 30 tháng 09, 2024, tuyên bố Moscow sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra ở chiến trường Ukraine. Trong video do AFP trích dẫn, được công bố nhân kỷ niệm hai năm ngày mà Nga gọi là Ngày Thống Nhất, sau khi Kremlin sắp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định sự thật đứng về phía chúng ta và chúng ta sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra. Chủ nhân điện Kremlin tái khẳng định việc ông gửi quân sang Ukraine nhằm mục đích bảo vệ những người nói tiếng Nga chống lại một chế độ độc tài tân quốc xã có ý đồ chia cắt những người này với Nga, quê hương lịch sử của họ. Tổng thống Putin lệnh tổng động viên 133.000 quân nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tổng động viên 133.000 quân nhân mới cho đợt mùa thu bắt đầu vào ngày hôm nay 1 tháng 10 và kéo dài đến cuối năm theo một sắc lệnh mà Điện Kremlin công bố vào thứ Hai, 30 tháng 9. Sắc lệnh này được đăng tải trên báo nhà nước Rossiyskaya Gazeta với nội dung kêu gọi tổng động viên các công dân tuổi từ 18 đến 30 không thuộc lực lượng dự bị và là đối tượng được tổng động viên theo luật Liên bang Nga với số lượng 1 spam bi 3.000 người. Rossiyskaya Gazeta cũng trích dẫn thông tin từ người đứng đầu văn phòng tổng động viên quân nhân, Phó chuẩn đô đốc Vladimir Simlyansky rằng các quân nhân vẫn phục vụ 12 tháng trong các đơn vị quân sự của Nga và sẽ không bị huy động tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở các khu vực mới. Chiến dịch quân sự đặc biệt là cách mà Nga gọi cuộc chiến mà họ gây ra ở Ukraine. Trước đó, vào ngày 16 tháng 9, ông Putin đã ra lệnh tăng số lượng quân thường trực Nga thêm 180.000 người, lên thành 1,5 triệu, trở thành lực lượng quân đội lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Về tình hình chiến sự, quân đội Nga sáng nay đã phóng hàng loạt drone nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Về phần mình, trước đó một hôm, Ukraine thông báo đã phóng hơn 100 drone vào sâu trong lãnh thổ Nga và dường như đã phá hủy thành công bốn kho đạn dược của đối phương. Từ Kiev, thông tin viên Seri Sudri cho biết cụ thể. Thông tin được xác nhận lúc 4 giờ chiều sau khi đã có tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Quân đội Ukraine cho biết đã tấn công một kho đạn của Nga trong đêm, nằm ở vùng Volgograd, cách tiền tuyến khoảng 700 km. Mặc dù Nga không cung cấp bất kỳ thông tin nào về vụ tấn công, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết trên Telegram rằng quân đội Nga đã bắn hạ một hộp 25 drone được phóng đi từ Ukraine, trong đó có 67 chiếc trên khu vực Volgograd. Thống đốc tỉnh này tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine không gây ra thiệt hại về nhân mạng hay vật chất. Tuy nhiên, một số hãng truyền thông Nga đưa tin về các vụ nổ ở nơi cất giữ tên lửa và các loại pháo của Bộ Quốc phòng. Họ cũng nói về một cuộc oanh kích lớn bằng drone được xác nhận bởi một số người dân khi nói về những vụ nổ xảy ra vào ban đêm. Với cuộc tấn công này, quân đội Ukraine tìm cách duy trì chiến lược được bắt đầu cách đây 10 ngày, cố gắng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga Bốn kho đạn dược của nước này dường như đã bị phá hủy. Truyền thông Ukraine đưa tin cuộc tấn công vào kho tên lửa Nga ở Volgograd do 120 UAV thực hiện. Một nguồn tin trong giới tình báo đã báo cáo thông tin đêm Chủ nhật, ngày 29 tháng 9, lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái phối hợp vào kho tên lửa ở khu vực Volgograd của Nga. Vào đêm ngày 29 tháng 9, sau một chiến dịch chung của cơ quan tình báo quốc phòng Her SFO, cơ quan an ninh SBU, cơ quan tình báo đối ngoại SSR và AFU, một kho vũ khí chứa tên lửa, đạn dược và thuốc nổ mạnh đã bị tấn công tại làng Kotluban, vùng Volgograd của Nga, nguồn tin cho biết. Theo nguồn tin tình báo Ukraine, kho vũ khí nằm cách địa điểm phóng máy bay không người lái hơn 600 km đã bị tấn công vào khoảng 2 30 ngày 29 tháng 9 bằng 120 máy bay không người lái tấn công một chiều các loại. Tất cả đều được sản xuất tại Ukraine. Các nền tảng truyền thông xã hội của Nga đưa tin, người ta nghe thấy những tiếng nổ lớn tại khu vực xảy ra va chạm trước khi xảy ra hỏa hoạn lớn. Hậu quả của vụ tấn công là các kho chứa đạn dược và tên lửa bị hư hại, gây ra tình trạng thiếu đạn dược cho lực lượng xâm lược của Nga. Như đã đưa tin trước đó, các vụ nổ đã được báo cáo ở ít nhất 7 khu vực của Nga vào đêm Chủ nhật. Các quan chức quốc phòng Nga tuyên bố một 25 máy bay không người lái đã bị chặn và phá hủy, bao gồm 67 chiếc ở khu vực Volgograd, 17 chiếc ở khu vực Belgorod, 17 chiếc khác ở khu vực Voronezh, 18 chiếc ở khu vực Rostov, mỗi chiếc ở khu vực Bryansk, Kursk và lãnh thổ Krasnodar, và 3 chiếc khác ở biển Azov. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có khả năng hàng năm sản xuất tổng cộng 4 triệu máy bay không người lái với hơn 1,5 triệu chiếc đã được ký hợp đồng. Người đứng đầu nhà nước Ukraine cho biết, điều này tại lễ khai mạc Diễn đàn Quốc tế về Công nghiệp Quốc phòng lần thứ hai DFNC-2, phóng viên Ukraineform Form đưa tin. Ukraine có khả năng sản xuất tổng cộng 4 triệu máy bay không người lái mỗi năm và hơn 1,5 triệu chiếc đã được ký hợp đồng, ông Zelensky nói. Trong bài phát biểu của mình, ông lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine cũng sử dụng một loại vũ khí hoàn toàn mới của Ukraine đó là UAV phản lực tầm xa Palianitsa. Các loại máy bay không người lái tầm xa khác của chúng tôi cũng đang hoạt động. Các loại drone biển đang hoạt động để bảo vệ Ukraine. Tổng thống cho biết tên lửa đạn đạo mới của chúng tôi đã vượt qua thành công các cuộc thử nghiệm bay. Mọi người đều có thể thấy Neptunes của chúng tôi hoạt động như thế nào. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, Mark Rutte trở thành tân tổng thư ký NATO. Tân tổng thư ký NATO nhấn mạnh Ukraine là ưu tiên hàng đầu, Ukraine. Chúng ta phải đảm bảo Ukraine tồn tại như một quốc gia có chủ quyền, độc lập và dân chủ. Theo Mark Rutte, ưu tiên chính của ông trên cương vị Tổng thư ký NATO sẽ là Ukraine. Ông cũng gọi đầu tư vào quốc phòng tập thể và quan hệ với các đồng minh bên ngoài khối là quan trọng. Thật khó để phân biệt giữa ba ưu tiên vì tất nhiên Ukraine đứng đầu danh sách. Nhưng chúng ta cũng cần phải làm nhiều hơn nữa về mặt phòng thủ và gian đe tập thể. Chúng ta phải đầu tư và cố gắng đạt được tất cả các mục tiêu mà NATO đã nêu, ông nói. Rutte lên tiếng về vụ tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine có quyền tự vệ. Tôi ủng hộ các cuộc tấn công bằng vũ khí của NATO nhằm vào các mục tiêu ở Nga, nhưng quyết định này sẽ do chính mỗi quốc gia trong liên minh đưa ra. Tân Tổng Thư ký NATO Rutte tuyên bố, Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến tranh tự vệ. Điều này có nghĩa là Ukraine có quyền tự vệ và như chúng ta biết theo luật pháp quốc tế quyền này không dừng lại ở biên giới điều này có nghĩa là ủng hộ quyền tự vệ của ukraine nhưng mỗi đồng minh xác định mức độ hỗ trợ của mình cho ukraine không phải tôi là người thay mặt liên minh quyết định tổng thống biden tuyên bố ukraine sẽ thắng trong cuộc chiến và hứa tiếp tục hỗ trợ ukraine tổng thống hoa kỳ joe biden sau cuộc gặp với người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky bên lề đại hội đồng liên hợp quốc ở new york cũng như ở Washington đã đăng một bài trên mạng xã hội x trong đó ông bày tỏ sự tin tưởng rằng ukraine chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chiến do nga phát động ngoài ra nhà lãnh đạo mỹ còn hứa rằng washington sẽ hỗ trợ kiev ở mọi bước đi để hướng tới chiến thắng ukraine sẽ thắng trong cuộc chiến hoa kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này trên mọi bước đường cần lưu ý rằng tổng thống zelensky và ông biden trong khuôn khổ chuyến thăm lớn tới hoa kỳ của nhà lãnh đạo ukraine lần đầu tiên gặp nhau bên lề đại hội đồng liên hợp quốc sau đó tổ chức cuộc gặp song phương tại nhà trắng trong cuộc hội đàm nhà lãnh đạo ukraine đã trình bày với người đồng nghiệp mỹ về kế hoạch giành chiến thắng cho ukraine trong cuộc chiến cả các ứng cử viên tổng thống mỹ kamala harris và donald trump cũng đã làm quen với kế hoạch này trước đó ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết chính quyền mỹ đang nghiên cứu chi tiết kế hoạch chiến thắng mà ukraine đưa ra các đồng minh đang thảo luận về những hành động bổ sung có thể được thực hiện để giúp Ukraine giành chiến thắng. Liên quan đến kế hoạch hòa bình cho Ukraine, để hiểu rõ hơn, chúng tôi giới thiệu với quý vị bài bình luận "Gian nan kế hoạch hòa bình của Ukraine" của tác giả Mikhail Butko. Theo tác giả, đây là bảo đảm an ninh và hòa bình lâu dài cho Ukraine và châu Âu. Những gì Biden vẫn có thể làm cho Ukraine trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden có thể đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập NATO trước khi rời nhiệm sở. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Biden có thể sẽ đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập NATO. Như một quan chức phương Tây quen thuộc với nhà bếp chính trị, nội bộ của Nhà Trắng, nói với Financial Times, một số dấu hiệu cho thấy điều này, mặc dù ông không nói rõ đó là dấu hiệu nào. Financial Times lưu ý rằng, Biden có thể thông báo cho các đồng minh của mình về quyết định đẩy nhanh việc Ukraine gia nhập liên minh trong cuộc họp Ramstein sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10. Ở đó, lãnh đạo các nước NATO và Tổng thống Zelensky sẽ tham gia. Và việc Ukraine gia nhập NATO là một trong những điểm ưu tiên trong kế hoạch chiến thắng mà nhà lãnh đạo Ukraine trình bày trong chuyến thăm Mỹ gần đây. Một quan chức trong đoàn tùy tùng của Zelensky nói với ấn phẩm Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là đảm bảo an ninh thực sự. Nếu không điều này sẽ không chấm dứt chiến tranh mà sẽ chỉ kích động một cuộc chiến mới. Đồng thời, rất ít trong số 32 thành viên đô tin rằng nguyện vọng trở thành thành viên của liên minh trước khi chiến tranh hoàn toàn kết thúc của Kyiv là khó xảy ra. Hiện chưa rõ điều khoản phòng thủ chung sẽ được áp dụng ở phần lãnh thổ nào của Ukraine vì có khả năng rất lớn là thỏa thuận ngừng bắn giữa Kiev và Moscow có thể được ký kết trong khi quân đội Nga đang chiếm đóng ở Ukraine. Một số chuyên gia lưu ý rằng việc Ukraine gia nhập NATO có thể đi theo mô hình của Tây Đức khi Cộng hòa Liên bang Đức trở thành thành viên của liên minh từ rất lâu trước khi thống nhất với CDSD Đức. Nhưng điều này sẽ đòi hỏi Hoa Kỳ và các đồng minh phải chuyển lực lượng Oat sang Ukraine, mà trong khi Washington coi Trung Quốc là đối thủ địa chính trị chính và cần có các nguồn lực quan trọng quân sự và tài chính để ngăn chặn điều này. Vì vậy cả Đảng dân chủ và Đảng Cộng hòa đều sẽ không đồng ý đối với lựa chọn này bất kể ai sẽ trở thành chủ sở hữu mới của Nhà Trắng. Hơn nữa, ngay cả việc nhận được lời mời từ Ukraine tham gia liên minh dưới sự chủ trì của Biden cũng sẽ không buộc Putin phải chấm dứt chiến tranh, mà chỉ đơn giản là một quyết định chính trị. Financial Times viết. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, Tổng thống Ukraine mong muốn nhận được lời mời gia nhập NATO trước khi kết thúc nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo Mỹ hiện tại Joe Biden. Ukraine sẽ không cần thực hiện kế hoạch hành động thành viên trước khi gia nhập NATO. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.